Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện Đột nhiên có thần thông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thừa hiểu biết Chu Thế Nam đang muốn làm gì, cô lập tức nói: "Triệu Phương Đông là bạn tốt của tôi, quà tặng không cần để ý nhiều đến giá trị mà làm gì, chỉ cần là quà anh ấy đưa thì tôi cũng sẽ thấy vui." Tuy rằng An Thư hiểu rất cảm kích Triệu Phương Đông, nhưng nếu nói thẳng thì cô cũng không chắc Triệu Phương Đông có thể tặng được món quà quý giá, chỉ cần Triệu Phương Đông đưa quà có giá trị không bằng Chu Thế Nam thì kiểu gì Triệu Phương Đông cũng sẽ bị hắn ta xỉa sói. Nhiều người tập trung nhìn mình như vậy, nhưng mà Triệu Phương Đông vẫn rất là bình tĩnh, không có cuốn cuồng. Hắn hơi mỉm cười. Đúng thật, tôi có chuẩn bị quà cho thư Yểu. Nếu mọi người muốn xem, vậy thì tôi sẽ lấy ra. Lòng hiếu kỳ của mọi người trỗi dậy, bọn họ muốn thử xem, rốt cuộc Triệu Phương Đông lấy gì ra để tặng cho An Thư Yểu. Triệu Phương Đông lấy từ trong túi ra hai tấm bùa, nghiêm túc nói. Đây là hai tấm bùa hộ mệnh ngủ lôi do tôi đích thân vẽ. Thư Yểu, cô và An Tổng mỗi người giữ lấy một tấm, sau này đảm bảo bách quỷ bất xâm. Sự việc như lần trước cũng sẽ không xảy ra thêm lần nào đâu. Lần trước là vì đi giả ngoại, An Thư Yểu dính phải khí âm nên mới bị hôn mê sâu. Thế nên là Triệu Phương Đông mới nghĩ đến việc đưa cho cô bùa hộ mệnh ngủ lôi này gì cơ chu thế nam bật cười cậu tặng món quà như này sao triệu phương đông gật đầu trịnh trọng nói đúng đây là quà tôi dành tặng cho thư yểu toàn bộ hội trường bật cười ha ha mọi người không có nhịn được mà cười cợt trong đó có chu thế nam là người cười to nhất chu thế nam chỉ vào triệu phương đông này anh nông dân anh đúng là biết đùa đó đến dự sinh nhật người khác không tặng được gì tử tế thì thôi Đã vậy còn tặng bùa tự vẽ Đúng là nực cười Những người khác cũng rất tích cực Mà hùa theo Sắc mặt triệu phương đông không đổi Nhìn An Thư Yểu nói Tiểu thư Thư Yểu Đây là quà tôi tặng cô Chắc cô sẽ không chê cười chứ ừ, Tất nhiên rồi An Thư Yểu vội đáp Món quà này thật sự rất là quý giá Nhất định sau này tôi sẽ luôn mang theo bên mình Lúc nói lời này, An Thư Yểu không phải là nói lời khách sáo. Trải qua sự việc khi trước, cô cũng biết, Triệu Phương Đông không phải dạng lừa bịp, hắn thật sự có thực lực. Hơn nữa khi trước, Triệu Phương Đông chỉ dùng một tấm bùa đã cứu được cô, có thể thấy tấm bùa này không phải là vật tầm thường. Nói rồi, cô đi đến trước mặt Triệu Phương Đông, nhận lấy hai tấm bùa rồi trịnh trọng nói: "Triệu Phương Đông, rất cảm ơn món quà của anh." tôi tin là hai tấm bùa này sẽ rất có ích đối với tôi và cả cha tôi triệu phương đông ngại ngùng cười cảm ơn gì chứ chỉ cần cô thích là được mà thấy an thừa yểu thật sự nhận hai tấm bùa của triệu phương đông mọi người tại đây đều ngây hết người chu thế nam trợn tròn mắt lúc nãy hắn tặng quà cho an Thư yểu cũng không thấy nét vui vẻ trên mặt cô thậm chí còn có ý từ chối bây giờ triệu phương đông vừa lấy đồ ra thì An Thư Yểu đã nhận ngay lập tức. Quả thật là cách đối xử khác một trời một vực. Chu Thế Nam vội vàng nói. Chú An, Thư Yểu, mọi người phải nghĩ cho kỹ nha. Triệu Phương Đông này rõ ràng là một gã thần côn. Đồ này căn bản không đáng một đồng. Đây rõ ràng là thần côn đang lừa dối mọi người. An Hoài Viễn không vui. Chú Thiếu, hôm nay cậu tặng cho Thư Yểu món quà quý giá như vậy tôi và thư yểu đều cảm thấy rất vui. Cũng thật lòng cảm ơn cậu. Nhưng chuyện của An Gia chúng tôi không đến lượt cậu nhúng tay vào đúng chứ. Hơn nữa, Triệu Phương Đông là khách quý của An Gia. Là do tôi mời cậu ấy rất là nhiều lần, cậu ấy mới đến. Cậu ấy tham dự đã là cho An Gia chúng tôi thể diện rồi. Vì vậy nên tôi mong cậu hãy tôn trọng cậu ấy. Đừng để tôi và thư yểu phải khó xử. Nghe vậy, hội trường ai ai cũng khiếp sợ mọi người không dám tin an đại thế gia của lâm thành lại đích thân mời triệu phương đông đến tham gia tiệc sinh nhật này mấu chốt là ngay từ đầu triệu phương đông không có ý định đến chu thế nam ngây dại hắn không biết rốt cuộc triệu phương đông có sức hấp dẫn gì với người an gia mà lại được xem trọng như thế trên đời này làm gì có quỷ cơ chứ cậu dám bảo bùa này có thể chống được quỷ bằng chứng đâu Chu Thế Nam tìm ra điểm để bắt bẻ. Triệu Phương Đông nhìn Chu Thế Nam khẽ cười. Thiếu gia đây bị quỷ quấn thân, nhưng lại hồn nhiên như vậy, còn nghi ngờ hiệu quả của phù chú mà tôi vẽ sao? Lúc Triệu Phương Đông nói, Chu Thế Nam bị quỷ quấn thân, hắn chỉ cảm thấy một đợt gió lạnh thổi qua, theo bản năng mà ruột cổ. Sau đó Chu Thế Nam tức giận. Nè, đừng có nói nhăn nói cuội chu thế nam tôi đây làm việc chính đáng đứng ngồi đàng hoàng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm quỷ nào có thể ám tôi nghe chu thế nam nói như vậy triệu phương đông chỉ muốn bật cười thằng ngáo này bình thường đã vô lại bạn thân của an thừa yểu chết là do hắn ta vậy mà dám mở mồm nói làm việc chính đáng đứng ngồi đàng hoàng cười chết quỷ triệu phương đông tiếp lời nếu không tin anh có thể nghĩ lại những việc gần đây anh gặp phải như thế nào có phải là thường xuyên cảm thấy cơ thể rất là lạnh buổi tối mất ngủ cho dù có ngủ được thì cũng sẽ chợt tỉnh giữa đêm luôn có cảm giác người khác theo dõi hay không những dấu hiệu mà triệu phương đông kể ở trên đều là dấu hiệu bị quỷ theo chu thế nam cảm thấy thân thể run rẩy hắn cẩn thận nhớ lại thì kinh ngạc phát hiện những gì triệu phương đông nói hoàn toàn hợp với tình huống của hiện nay hắn còn tưởng rằng chỉ vì mình lao lực quá độ mà thôi. Ai ngờ đâu, chẳng lẽ mình thật sự bị quỷ ám hay sao? Nghĩ như vậy, Chu Thế Nam như người rơi vào hầm băng. Thế nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Đều là lừa gạt, đừng mong bản thiếu gia sẽ tin mấy cái thứ này. Triệu Phương Đông nhìn ra Chu Thế Nam đang bị dao động, hắn tiếp tục nói. Kỳ thật, thứ quân lấy anh đã để lại dấu hiệu trên người anh rồi. Chẳng qua là anh không thấy được thôi. Nếu như không tin, tôi sẽ cho anh nhìn thấy tận mắt. Thứ giờ giấy đó đã để lại trên người anh." Nói rồi, hắn lấy từ trong túi ra giấy và bút lông sói, bắt đầu vẽ bùa. An Thư Yểu và cha cô đi đến tò mò hỏi. "Triệu Phương Đông, anh đang làm gì?" "Là tôi vẽ bùa." Triệu Phương Đông cười đáp, "Loại bùa này có tên là bùa minh kính, chỉ cần dán bùa này lên người là sẽ nhìn được những thứ đáng lẽ không nên thấy. Lúc nói chuyện thì Triệu Phương Đông cũng đã vẽ xong bùa. Hắn hạ bút, tấm bùa minh kính hoàn thành. Triệu Phương Đông đưa cho An Thừa Yểu một tấm. Sau đó thần bí nói. Dán tấm bùa này lên trên người, đảm bảo sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Sau khi trải qua việc lần trước, An Thừa Yểu càng thêm tin tưởng Triệu Phương Đông. Triệu Phương Đông nói xong an thừa yểu đã dán tấm bùa lên người sau đó nhìn chăm chăm vào chu thế nam nhìn không được bao lâu thì an thừa yểu hét lên chói tai cơ thể rung lên bần bật khuôn mặt sợ hãi tột độ sao sao vậy chu thế nam lắp bắp hỏi mặt mặt anh an thừa yểu chỉ vào mặt chu thế nam nói không thành lời rốt cuộc mặt anh làm sao em nói đi Chu Thế Nam vốn dĩ đã cực kỳ lo, giờ thêm An Thừa Yểu mãi không nói thành lời, lại càng thêm sốt ruột. Triệu Phương Đông cười cười. Muốn biết trên mặt mình có gì, thì chẳng phải dán bùa của tôi lên là sẽ nhìn thấy thôi sao? Được Triệu Phương Đông nhắc, Chu Thế Nam vội vàng dán tấm bùa kia lên người mình, sau đó tiện tay cầm cái gương bên cạnh mà nhìn. Choang một tiếng, sau khi thấy mình trong gương cả người Chu Thế Nam rung lên sợ hãi, đánh rơi cả gương xuống đất. Mới nãy, khi nhìn vào gương, hắn thấy mặt mình nổi lên một đám khí đen. Đó chính là ân ký của vật dơ giấy kia sao. Triệu Phương Đông vỗ vai Chu Thế Nam rồi cười tủm tỉm. Sao chứ, Chu Thiếu? Chắc là anh tin rồi đúng không? Anh bị cái thứ đó bám theo. Tôi đoán là nửa đêm ngày mai nó sẽ lại đến tìm anh để tâm sự đêm khuya triệu phương đông cười xấu xa làm cho chu thế nam càng thấy sợ hãi hắn nổi hết da gà triệu phương đông lúc trước là lỗi của tôi bây giờ tôi rất xin lỗi cậu cậu nhất định phải cứu tôi chu thế nam túm lấy tay của triệu phương đông kích động nói bây giờ mạng của hắn khó giữ không thèm quan tâm ánh mắt người khác mà khẩn cầu triệu phương đông cứu mình tâm trạng của chu thế nam bây giờ là nói một chữ thì là sợ hai chữ là rất sợ ba chữ là cực kỳ sợ. Hết việc này đến việc khác đều chứng minh rằng hắn đang trong tầm ngắm của mấy con quỷ, sao không sợ cho được. Triệu Phương Đông ra vẻ khó xử. Chủ thiếu, không phải khi nãy anh còn rất là khinh thường tôi sao? dâm ba trò của tôi chỉ là lừa người thôi mà. Chu Thế Nam cười khổ. Triệu Đại Sư, hồi nãy là do tôi ăn nói thiếu suy nghĩ. Cậu đừng có lấy lòng quân tử để đo dạ tiểu nhân Bây giờ tôi bị thứ đó đeo bám. Nếu không có cậu ra tay giúp thì tôi sẽ sớm đi mất. Hay cậu cũng cho tôi cái bùa bảo mệnh đi. Vậy thì tôi có thể bắt quỷ bất xâm. Không cần sợ mấy thứ đó. Triệu Phương Đông lắc đầu. Vô dụng thôi. Oán niệm của quỷ này rất sâu. Hơn nữa anh còn bị nó đánh dấu thì sẽ không dễ dàng nhả anh ra đâu. Mang bùa chỉ là phương pháp chữa ngọn không có trị được gốc. Nó còn có thể ra tay với những người ở cạnh anh để trả thù. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Chu Thế Nam bất lực rên rỉ. Triều Phương Đông nhếch mép. Thật ra, giải quyết cái này không khó. Diệt trừ nó là được. Diệt trừ? Chu Thế Nam lẩm nhẩm hai mắt sáng lên. Triệu Đại Sư, cậu giúp tôi. Chỉ cần có thể giải quyết được nó thì bất kể là bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa cho cậu. Ở Lâm Thành này, Chu gia thiếu cái gì chứ không có thiếu tiền trong lòng của Triệu Phương Đông sớm đã rất muốn thử với con quỷ này, nhưng mà hắn vẫn ra vẻ khó xử. Giúp anh thì không phải là không được, chỉ là... Chu Thế Nam thấy thái độ của Triệu Phương Đông trầm xuống, lại càng thấy có hy vọng. Hắn đút từ trong túi ra một tập chi phiếu trống, sau đó viết viết rồi đưa cho Triệu Phương Đông một tờ. Triệu Đại Sư, đây là 100 vạn, chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi thì dù kết quả như thế nào một trăm vạn này cũng sẽ là của cậu Chi phiếu một trăm vạn Triệu Phương Đông hơi choáng vì số tiền này Đứng trước mị lực của số tiền lớn như vậy Triệu Phương Đông không thể không động tâm Thế nhưng Thái độ lúc trước của Chu Thế Nam đối với hắn Và cả cái chết của bạn thân An Thư Yểu Chắc chắn là có quan hệ với tên này Dù có đồng ý giúp Thì cũng sẽ không để cho hắn thấy dễ dàng được Giả bộ đắn đo một lúc triệu phương đông nhận tờ chi phiếu trong tay của chu thế nam rồi nói được rồi nếu đã vậy tôi đồng ý giúp anh sau khi nhận được truyền thừa triệu phương đông vẫn luôn muốn được thể nghiệm cảm giác bắt quỷ cuối cùng thì cũng có cơ hội rồi thật là tốt chu thế nam vui mừng vậy triệu đại sư tiếp theo phải làm gì đây không cần làm gì chờ đến đêm mai còn quỷ kia đến tìm anh là được gì chu thế nam khó xử để con quỷ đến tìm thì không phải tôi đi tông luôn rồi sao ngu quá đi triệu phương đông trừng mắt tôi đã đồng ý giúp thì tất nhiên sẽ đến đợi cùng anh rồi anh đưa địa chỉ qua anh đây tối mai tôi sẽ qua chu thế nam thở phào xoa ngực triệu phương đông nói vậy thì hắn ta yên tâm rồi sau đó hắn viết địa chỉ cho triệu phương đông chu thế nam nói triệu đại sư giờ tôi còn có việc nên đi trước tối mai đại sư nhất định phải tới nha vốn dĩ chu thế nam muốn lợi dụng sinh nhật của an thư yểu để kéo gần quan hệ với cô cuối cùng sẽ theo đuổi được cô ai ngờ lại phát hiện mình bị quỷ ám làm gì còn tâm hồn để mơ mộng triệu phương đông gật đầu chuyện này thì anh an tâm nhận tiền làm việc nhất định tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này cho anh sau đó chu thế nam lại nói thêm vài câu cùng triệu phương đông rồi mới rời đi chu thế nam đi rồi an thư yểu đến gần triệu phương đông sắc mặt khó coi triệu phương đông anh thật sự muốn giúp chu thế nam hay sao vốn dĩ an thư yểu đã rất ghét chu thế nam lại thêm việc mạnh tiểu huân vì chu thế nam nên mới nhảy lầu tự sát lại làm cho cô cực kỳ căm ghét hắn ta vậy nên cô không muốn mọi chuyện cứ như vậy là xong Triệu Phương Đông hơi mỉm cười. Chùa Thế Nam vốn là tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, bạn thân của cô vì anh ta mà nhảy lầu, chết quá oan uổng, nói không chừng tôi có thể lợi dụng cơ hội này để đòi lại công bằng cho bạn cô. An Thư Yểu còn định hỏi Triệu Phương Đông làm như thế nào để đòi công bằng, nhưng Triệu Phương Đông nói tiếp. Thư Yểu, đến lúc đó còn cần sự giúp đỡ của cô. An Thư Yểu lập tức nói, không thành vấn đề. Chỉ cần là chuyện trong khả năng của tôi Tôi tất nhiên sẽ giúp hết sức Triệu Vương Đông nói Cô yên tâm Đây không phải chuyện gì to tác đâu Chỉ là đưa cô đi gặp một người mà thôi Gặp ai? An Thư Yểu nghi hoặc hỏi Triệu Phương Đông thần bí nói Đến lúc đó cô sẽ biết An Thư Yểu còn định hỏi thêm Nhưng Triệu Phương Đông không muốn nói rõ ra Nên đành từ bỏ Sau khi bữa tiệc kết thúc Triệu Phương Đông trở về thôn Nguyệt Nha trên đường trở về, hắn liên tục nghĩ các tình huống ngày mai có khả năng xảy ra để đối phó cùng con quỷ kia. Từ sau khi nhận được truyền thừa, Triệu Phương Đông cực kỳ tự tin vào bản thân. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu làm chuyện đó. Hắn sợ sẽ xảy ra sơ suất nên phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Về đến nhà, Triệu Phương Đông thấy trước cửa có bóng người đi qua và đi lại. Dù là cách xa như vậy nhưng hắn lại nhận ra được là Phương Tiểu Nhã. Phương Tiểu Nhã ở trước cửa Triệu Gia chắc chắn đang đợi hắn đây mà. Triệu Phương Đông như đứa tăng động gọi Phương Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã à? Nói rồi hắn chạy như bay đến, cứ như sợ Phương Tiểu Nhã sẽ đi mất. Đến trước mặt Phương Tiểu Nhã, Triệu Phương Đông vui mừng nói. Tiểu Nhã à, có phải có chuyện gì không? Đúng rồi, tôi có đem bánh về, em muốn ăn thử không? Rất là ngon bánh mà triệu phương đông nói chính là lấy từ bữa tiệc của an thư yểu cảm ơn anh nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng gì để ăn uống hết đó sắc mặt của phương tiểu nhã ảm đạm cô lắc đầu nhìn phương tiểu nhã có chút bất an cô nhìn chăm chăm vào triệu phương đông không nói nên lời cách hành xử như vậy của phương tiểu nhã làm cho triệu phương đông càng chắc chắn sợ rằng phương tiểu nhã đã gặp chuyện gì rồi Triệu Phương Đông tiếp tục hỏi Tiểu Nhã: Chúng ta là người quen với nhau mà, nếu em gặp chuyện gì thì cứ nói với tôi đi, nhất định tôi sẽ nghĩ cách giúp em. Lúc này, Phương Tiểu Nhã mình lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Triệu Phương Đông: um, Phương Đông à, anh anh có thể cho tôi mượn ít tiền có được không? Mượn tiền? Triệu Phương Đông sửng sốt. Ở thôn Nguyệt Nha thì gia cảnh của Phương Tiểu Nhã cũng không tồi. Hơn nữa, mỗi kỳ nghỉ cô đều đi làm thêm, vậy nên chưa bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn tiền bạc, càng không nói đến chuyện cô vay tiền mình. Thấy như vậy, Phương Tiểu Nhã chỉ biết thở dài. Uhm, nếu không được thì thôi. Nói rồi cô xoay người định đi. À Tiểu Nhã, đợi, đừng đi. Triệu Phương Đông thấy Phương Tiểu Nhã sắp rời đi, chạy đến giữ tay cô. Tiểu Nhã! Tôi chưa nói là không cho em mượn mà. Chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút thôi. Thế nên không có kịp phản ứng. Ngừng một chút rồi hắn nói tiếp. Tiểu Nhã, em muốn mượn bao nhiêu? Phương Tiểu Nhã do dự một lúc sau mới nói. Mười... Mười vạn tệ. Bao nhiêu cơ? Không ngờ là Tiểu Nhã mượn nhiều như vậy. Triệu Phương Đông tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Phương Tiểu Nhã cười khổ Vậy thôi, số tiền này quá là lớn rồi, hẳn là nằm ngoài khả năng của anh. Phương Đông à, cảm ơn ý tốt của anh nha. Nếu là khi trước, nhiều tiền như vậy thật sự rất khó đối với Triệu Phương Đông. Nhưng hắn bây giờ vừa thu được 100 vạn của Chu Thế Nam, thế nên hiện nay hắn cũng được coi là phú ông trăm vạn. 10 vạn tệ cũng không thành vấn đề. Triệu Phương Đông nói với Phương Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, chỗ tôi có đủ 10 vạn tệ. Nhưng em gặp phải chuyện gì mà cần nhiều tiền như vậy? Anh thật sự có 10 vạn tệ sao? Phương Tiểu Nhã khó tin hỏi. Cô qua đây mượn tiền triệu Phương Đông, cũng chỉ mong được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không ôm quá nhiều hy vọng. Không ngờ là triệu Phương Đông thật sự có đủ tiền. Triệu Phương Đông cười nói, Tiểu Nhã, em kể cho tôi xem, em đã gặp phải chuyện gì đi. Nhất định tôi sẽ cho em mượn tiền cơ mà có nhiều chuyện chưa chắc là tiền giải quyết được đâu em nói cho tôi dù sao tôi cũng biết để nghĩ cách giúp em giải quyết phương tiểu nhã suy nghĩ thấy lời nói của triệu phương đông rất đúng vậy nên gật đầu vậy được tôi sẽ nói cho anh nhưng anh nhất định phải giữ kín nha không được để lộ ra chuyện của tôi tôi phải giấu bố mẹ không thể để cho họ lo lắng được triệu phương đông đảm bảo tiểu nhã an tâm đi Tôi biết giữ mồm giữ miệng mà, nhất định sẽ không để cho người khác biết đâu. Nhận được lời đảm bảo của Triệu Phương Đông, Phương Tiểu Nhã mới nói. Thật ra là như này, hôm qua bọn tôi có buổi họp lớp, một bạn nữ trong lớp có chiếc vòng ngọc rất là đẹp. Mọi người đã mượn rồi truyền tay nhau xem. Thế nhưng mà lúc tôi vừa cầm vào, thì bạn học nữ kia đột nhiên hôi lên làm tôi giật mình, làm rơi vỡ vòng cô ấy bắt tôi phải bồi thường 10 vạn tệ. Ngày mai là hạn cuối. Bọn họ bảo là sẽ gặp ở một quán cà phê trong thành phố để giao tiền. Triệu Phương Đông chợt tỉnh, với hiểu biết của hắn về Phương Tiểu Nhã, nếu không phải là chuyện gặp quá mức khó giải quyết, thì sẽ không làm phiền đến người khác. Triệu Phương Đông gật đầu. Ừ, không phải là 10 vạn tệ thôi sao, tôi trả giúp em. Phương Đông, anh nói thật sao? Phương Tiểu Nhã vui mừng nói, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, nếu như lần này Triệu Phương Đông không giúp được thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này căn bản không thể chuẩn bị được số tiền lớn đến như vậy. Triệu Phương Đông cười chắc chắn, "Đương nhiên là thật rồi, Tiểu Nhã, bây giờ là tình huống nào rồi, sao tôi có thể đùa giỡn với em được chứ?" Sau đó Triệu Phương Đông nói, "Nhưng mà Tiểu Nhã à, em có chắc là chiếc vòng đó giá trị mười mấy vạn sao?" Thật ra mấy miếng ngọc cũng có tính chất gần như thủy tinh mà thôi rất nhiều loại nhìn vào thì có vẻ quý giá nhưng mà không đáng một đồng em phải cẩn thận đừng để bị lừa phương tiểu nhã do dự thật ra tôi chưa tìm được người giám định nhiều người bạn học đó bình thường ăn mặc hay trang điểm gì cũng rất là kỹ càng toàn thân đều là hàng hiệu hơn nữa vòng tay đó được cô ấy nâng niu hết mực nên có lẽ là đang giá 10 vạn thật ờ à, đúng rồi tôi có ảnh chụp chiếc vòng kia cho anh nhìn xem nói rồi cô lấy di động ra cho triệu phương đông xem chính là cái này triệu phương đông nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp một lúc sau khoái miệng hắn nhếch lên cười thâm ý triệu phương đông liếc mắt là đã nhìn ra được chiếc vòng trong hình là đồ giả không phải là phỉ thúy thật đôi vọng mà chu thế nam tặng cho an thư yểu trong tiệc sinh nhật mới đúng là hàng thật giá thật nếu lấy ra so sánh thì tỷ lệ hay chất lượng vòng của cô bạn học kia đều là cực kỳ kém. Triệu Phương Đông nhịn cười. Tiểu Nhã, bạn học kia của em có thể tùy tiện đem chiếc vòng quý giá như vậy mà đi ra ngoài. Hẳn là trong nhà có rất nhiều tiền. Phương Tiểu Nhã gật đầu. Điều kiện gia đình cô ấy vốn dĩ cũng là khá tốt. Sau còn có một người bạn trai là Phú Nhị Đại trong trường. Vòng tay này là do anh bạn trai kia tặng cô ấy thường xuyên đem khoe với chúng tôi. Nghe Phương Tiểu Nhã nói, trong lòng Triệu Phương Đông cười muốn chết. Ây da, một đôi tình nhân cực phẩm. Một người dám tặng hàng giả, một người dám dùng để đem khoe. Lúc này Triệu Phương Đông nghĩ ra ý. Tiểu Nhã à, như vậy nha. Ngày mai tôi sẽ đi gặp người bạn học kia cùng em. Đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ nếu như bọn họ cố ý làm khó em. Phương Tiểu Nhã cảm thấy lời đề nghị này của Triệu Phương Đông không tồi, nên một hồi cũng đồng ý giải quyết được gánh nặng trong lòng, tâm trạng của Phương Tiểu Nhã tốt hơn nhiều. Cô Hàn Huyên cùng Triệu Phương Đông đôi ba câu rồi rời đi. Đến tối, lúc Triệu Phương Đông đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy có số lạ gọi đến, hắn hơi do dự nhưng rồi bắt máy. Alo, Triệu đại sư, cậu ngủ rồi sao? Tôi là Chu Thế Nam. Tiếng Chu Thế Nam ở đầu bên kia vang lên. "Là anh sao? Trễ như vậy còn gọi cho tôi, là có chuyện gì ư?" Triệu Phương Đông hỏi. À, thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn nhắc cậu một chút, ngày mai nhớ qua chỗ tôi bắt quỷ, lúc đi cậu có cần tôi cho người đến đón không?" Triệu Phương Đông đáp. "Chuyện này anh an tâm, tôi nhớ mà, cũng đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai tôi tự qua là được, không cần đến đón tôi đâu." triệu phương đông định là ngày mai sẽ đi giải quyết chuyện phỉ thúy giả với phương tiểu nhã trước sau đó buổi tối sẽ qua chỗ của chu thế nam bắt quỷ sáng sớm hôm sau triệu phương đông ăn sáng xong rồi thì ra khỏi nhà đi tìm phương tiểu nhã tới nhà phương tiểu nhã triệu phương đông đứng bên ngoài gào tiểu nhã tiểu nhã à em chuẩn bị xong chưa được rồi đây anh đợi tôi một chút triệu phương đông vừa nói xong thì đã nghe tiếng Phương Tiểu Nhã đáp lại, sau đó Phương Tiểu Nhã đi ra. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean xanh, ở trên là một chiếc áo thun xanh làm nhạt, ống tay áo đến lưng chừng làm lộ ra cánh tay trắng như ngó sen, cả người toát ra hơi thở thanh xuân, tinh thần phấn chấn. Phương Tiểu Nhã nhìn Triệu Phương Đông rồi cười ngượng ngùng. Chuyện lần này làm phiền anh rồi, đã mượn tiền của anh mà giờ còn cần anh đi cùng nữa triệu phương đông cười sáng láng ờ à, đâu có gì những chuyện này đều là do tôi tự nguyện mà phiền phức gì chứ phương tiểu nhã đỏ mặt ừ, nhưng mà anh an tâm nha sau khi tốt nghiệp và có việc làm thì tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại cho anh không sao đâu cái này tôi không có cần vội triệu phương đông nghĩ thầm đền tiền cái gì chứ vòng kia là đồ giả là đồ giả không đáng một đồng chỉ là tạm thời hắn chưa định nói cho Phương Tiểu Nhã biết. Đến lúc đó, hắn sẽ đứng ra và trần chuyện này cho Phương Tiểu Nhã bất ngờ. Phương Tiểu Nhã đã chuẩn bị xong, hai người cùng nhau đến quán cà phê. Lúc đi trên đường, Phương Tiểu Nhã nói sơ qua cho Triệu Phương Đông. Người bạn học đó của tôi tên là Trần Á Lệ, bạn trai cô ấy tên là Ngô Hạo, hôm nay hai người họ đều đến. Triệu Phương Đông gật đầu, Hắn nhìn thử xem Phương Tiểu Nhã có thái độ như thế nào với người bạn học này. Triệu Phương đông đoán, có khi Trần Á Lệ cũng không biết vòng kia là đồ giả. Nếu không thì cô ta cũng không xem nó là bảo bối mà sách đi khắp nơi như vậy. Nghĩ như thế, hắn lại nảy ra ý xấu. Không biết sau khi cô bạn gái kia biết vòng đó là đồ giả thì sẽ ra sao. Đến nơi, Phương Tiểu Nhã và Triệu Phương Đông ngồi đợi hai người kia. Phương Tiểu Nhã vẫn hơi lo Triệu Phương Đông thì rất bình thản Hắn gọi ly cà phê Vừa nhâm nhi rồi ngồi đợi Triệu Phương Đông vừa uống hết ly cà phê Thì có một đôi nam nữ đi vào Bọn họ ăn mặc thời thượng Xem như là trai tài gái sắc Chỉ là nét mặt bọn họ không được tốt Nhìn cũng biết là không có dễ chọc Phương Tiểu Nhã kéo tay của Triệu Phương Đông Nhỏ giọng nói Bọn họ là người mà chúng ta cần gặp Quả nhiên sau khi họ thấy Phương Tiểu Nhã thì đi về bên này đến nơi cũng không chào hỏi mà tự nhiên ngồi xuống Trần Á Lệ ném túi sách sang một bên gỡ kính xuống giọng điệu lạnh lùng Phương Tiểu Nhã cô chuẩn bị xong rồi chứ Phương Tiểu Nhã liếc mắt nhìn Triệu Phương Đông Triệu Phương Đông gật đầu với cô Phương Tiểu Nhã nhẹ nhàng nói đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi vậy được không nói nhiều Đưa tiền nhanh đi, tôi nói cho cô biết, chiếc vòng phỉ thúy kia của tôi là cực kỳ quý giá đó. Xem xét việc chúng ta là bạn học, cô phải biết ơn vì tôi yêu cầu cô đưa có 10 vạn tệ thôi, như vậy là nhân nhượng cho cô lắm rồi." Trần Á Lệ cười lạnh nói. "Đúng như vậy đó." Ngô Hạo ngồi một bên chỏ mỏ vào. "Cái vòng kia là do tôi nhờ một người bạn đi từ Hồng Kông mua về, bây giờ giá ngọc ngày càng tăng, nếu lúc này mà đem bán cái vòng còn lành lặng đi." thì càng được nhiều hơn nữa đó. Tuy rằng Ngô Hạo là bạn trai của Trần Á Lệ, nhưng Triệu Phương Đông để ý, mỗi lúc nói chuyện hắn ta lại nhìn chăm chăm vào Phương Tiểu Nhã với ánh mắt ghê tởm mà tràn đầy dục vọng. Trong lòng của Triệu Phương Đông bùng lên lửa giận. Thằng quắc kia đúng là thể loại ăn trong bát ngồi trong nồi. đã có bạn gái rồi mà còn dám nhắm vào Phương Tiểu Nhã. Trần Á Lệ vừa rồi còn biểu hiện hung ác. Nhưng giờ trên mặt bỗng có chút nịnh nọt, tươi cười dựa vào vai của Ngô Hạo, ngọt ngào nói: "Anh yêu à, vòng tay phỉ thúy kia bị hỏng rồi, anh mua cho em cái mới nha." "Đương nhiên rồi." Ngô Hạo vươn tay sờ soạn Trần Á Lệ đang dựa vào mình, cười tủm tỉm. "Chỉ là cái vòng mười mấy vạn mà thôi, chút tiền này có là gì? Anh mua cho em cái tốt hơn, đảm bảo các bạn của em sẽ ganh tị với em." hận chết luôn sao nào ôi anh yêu yêu anh quá đi mất trần ái lệ sung sướng nói ôm mặt ngô hạo hôn một hồi lưu lại dấu son đỏ chót trên mặt của hắn ta triệu phương đông tự nhiên bị tọng cơm chó chất lượng thấp vào mồm xích nửa thì nôn ra sàn hắn không hiểu làm sao ngô hạo đã lấy vòng giả ra lừa con nhà người ta rồi mà giờ còn có thể mạnh miệng khoe khoang triệu phương đông ho khang gây sự chú ý cho mọi người hắn xoa tay nói. Hai vậy à, quấy rầy rồi. Trần Á Lệ liếc mắt nhìn Triệu Phương Đông rồi khinh thường nói. <laughs> anh là ai? Triệu Phương Đông cười tự giới thiệu. Tôi là bạn của Tiểu Nhã. Hôm nay là cô ý đến đây để đưa lại tiền cho các người. Chỉ bằng vào tên nông dân quê mùa như anh. Trần Á Lệ biểu môi, khinh khỉnh nói với Phương Tiểu Nhã. Phương Tiểu Nhã à, lừa nhau sao đem tên nông dân này đến để trả tiền cho bọn này ư ừ. phương tiểu nhã tức giận trần á lệ tôi chắc chắn sẽ đền tiền vòng này nhưng mà mong cậu tôn trọng bạn tôi một chút đi triệu phương đông không có để tâm mà nói tiểu nhã đừng có giận bọn họ nói không sai tôi chính là nông dân mà nói rồi hắn quay về trần á lệ và ngô hạo tiền mà tiểu nhã nợ mấy người tôi sẽ trả thay cho cô ấy Trần Á Lệ lạnh nhạt liếc nhìn Triệu Phương Đông rồi xù lông nói. Anh nông dân à, đừng mong đi lừa người. Anh có thể lấy ra được 10 vạn tệ sao? Tùy số tiền này với chúng tôi chẳng là gì, nhưng hẳn là phải bằng thu hoạch bao nhiêu năm của mấy người chứ. Triệu Phương Đông cười cười, lấy tờ chi phiếu 100 vạn kia ra, vậy vậy trước mặt hai người. Thấy rồi chứ, đây là 100 vạn, giờ đã tin tôi có thể trả được rồi chứ. Trần Á Lệ và Ngô Hạo nhìn thấy tờ chi phiếu thì ngồi nghiêm túc hơn. Lúc nãy còn coi khinh người ta, giờ người ta rút ra cả trăm vạn, đúng là quá mất mặt. Phương Tiểu Nhã cũng giật mình khiếp sợ, kinh ngạc há to miệng. Lúc Triệu Phương Đông Bảo sẽ cho mình mượn 10 vạn, cô đã rất khó tin rồi. Nhưng bây giờ, hắn lại lấy ra chi phiếu trăm vạn. Phương Tiểu Nhã phát hiện, tuy là từ nhỏ cho tới lớn ở cùng một thôn, nhưng đến bây giờ, cô càng ngày càng không hiểu hết được con người của Triệu Phương Đông. Triệu Phương Đông dường như trở nên bí ẩn hơn so với trước kia. Triệu Phương Đông đắc ý nói, sao nào, còn gì để nói hay không? Trần Ái Lệ ngu ngơ lắc đầu, còn Ngô Hạo thì chế giễu nói. Chi phiếu 100 vạn thì là cái thá gì? Tôi có thể tùy ý mà đưa ra chi phiếu lớn hơn nhiều nửa cơ. Này anh nông dân thân mến, trước mặt tôi mà dự võ dương oai cái gì chứ? Triệu Phương Đông lười quan tâm tới Ngô Hạo, để xem lát nữa bị vã vào mặt, hắn ta nói gì được nữa hay không. Triệu Phương Đông nói tiếp. Tôi có thể thay tiểu nhã trả lại 10 vàng kia, nhưng tôi muốn xem thử vòng phỉ thúy kia đã vỡ nát ra sao. Nếu đã trả tiền thì tất nhiên nó phải thuộc về chúng tôi. Tôi muốn nhìn, vậy thì cũng không quá đáng chứ. Ngọc đã nát thì cũng không có đáng tiền. Trần Á Lệ cũng không chần chừ đem hai nửa mảnh ngọc đẩy về Triều Phương Đông. Đây nè! Triệu Phương Đông cầm hai nửa mảnh ngọc lên nhìn kỹ, trong tâm cười lạnh. Quả nhiên, vòng này không hơn không kém, vừa hay là hàng giả. Sao rồi? Xem đủ chưa? Nên bồi thường rồi chứ? Triệu Phương Đông gật đầu cười, nói với Trần Á Lệ. Quan hệ của cô và bạn trai khá tốt đúng không? Tất nhiên rồi. Trần Á Lệ ôm cánh tay của Ngô Hạo, kiêu ngạo nói. Anh ấy là thương tôi nhất, tôi muốn gì thì anh ấy cũng sẽ mua cho tôi. Triệu Phương Đông cười tươi hơn. Đúng, anh ta tốt với cô như vậy, sao sẽ mua vòng giả tặng cho cô được chứ, đúng không? Sau khi Triệu Phương Đông nói ra câu này, không khí xung quanh như đông cứng, im ắng lạ thường, đến mức nghe cả tiếng tim đập. Ngoài trừ Triệu Phương Đông, ba người còn lại đều ngây ra qua vài giây, Trần Á Lệ lấy lại tinh thần, gương mặt vặn vẹo quát vào mặt của Triệu Phương Đông. "Đừng có nói lung tung. Đồ Ngô Hạo tặng tôi đều là hàng thật giá thật, làm sao mà giả được chứ?" Giọng điệu của Ngô Hạo âm trầm. "Tôi cảnh cáo anh đó, đừng có nói bậy nha. Vòng này là tôi nhờ bạn mua tận bên Hồng Kông đem về, tuyệt đối không phải là đồ giả." Ngô Hạo chỉ vào Triệu Phương Đông nói, "À, có phải là do ghen ghét?" nên anh mới nói vòng này là giả để hạ thấp danh dự của tôi chứ gì suýt chút nữa triệu phương đông không nhịn được mà cười thành tiếng ít ra thì mình cũng có trăm vạn trong tay làm gì mà phải ghen ghét để nói đây là đồ giả chứ phương tiểu nhã cũng cảm thấy khó tin phương đông à có phải anh nhầm ở đâu rồi không vọng ngọc này của cô ấy làm sao là đồ giả được triệu phương đông hơi mỉm cười nếu mọi người không tin vậy thì tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy nói rồi hắn cầm lên một nửa mảnh ngọc lấy ra một cái bật lửa nếu là ngọc giả thì sau khi bị đốt ở nhiệt độ cao thì màu sắc sẽ thay đổi đầu tiên là thành màu nâu nhạt sau đó sẽ dần chuyển đen ngược lại nếu là ngọc thật thì không cần lo dù nung như thế nào thì màu sắc cũng sẽ không thay đổi bây giờ vòng cũng đã vỡ thành hai nên không sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cái vòng này Nói rồi Triệu Phương Đông điều chỉnh mức lửa thành cao nhất, không ngừng đốt vào một chỗ của mảnh ngọc vỡ. Phương Tiểu Nhã và Trần Á Lệ nhìn chăm chăm vào miếng ngọc trong tay Triệu Phương Đông. Còn Ngô Hạo thì bộ dáng cực kỳ lung túng, không ngừng thay đổi tư thế. Lúc đầu mảnh ngọc không có sự thay đổi gì, nhưng sau khi đốt một thời gian, màu sắc bắt đầu thay đổi biến thành màu vàng. Màu sắc thay đổi rồi kìa. Thấy màu của mảnh ngọc thay đổi, Phương Tiểu Nhã hô lên triệu phương đông cười đắc ý ha ha sau đó cất bật lửa đi bây giờ chắc mọi người tin lời tôi rồi chứ vòng ngọc này là giả à nếu còn không tin mà cho rằng tôi chỉ ngồi nói bừa thì cũng có thể đến tiệm để mà kiểm nghiệm việc đã đến nước này rồi thì không cần tìm chuyên gia để giám định trần á lệ vẫn biết được ngô hạo tặng vòng ngọc giả cho mình giả vậy mà lại là đồ giả chuyện này chẳng khác gì dán cho trần á lệ một kích hồi trước khi ngô hạo tặng chiếc vòng này cho mình trần á lệ vui đến phát điên vì vậy đêm hôm đó đã đến khách sạn cùng ngô hạo lăn lộn một hồi vì đã đáp lễ ngô hạo tặng cho mình chiếc vòng quý như vậy nên đêm đó trần á lệ dốc hết sức mình vờn nhau với gã đến kiệt sức ai ngờ đâu vòng này lại là đồ giả từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn lừa cô ta Nghĩ đến việc mình nâng niu trân quý còn ngây ngốc mà đem vòng đi khoe khắp nơi, cô ta thẹn qua hóa giận. Trần Ái Lệ đột nhiên đứng phát dậy, giận dữ nhìn chăm chăm Ngô Hạo. Em yêu, nghe anh giải thích đi. Ngô Hạo vội vàng đứng lên theo. Lúc anh tặng vòng cho em, vì thời gian hơi gấp gáp nên mới bất đắc dĩ. Chắc, Không đợi Ngô Hạo nói hết, trần á lệ đáp một cái tát lên mặt của ngô hạo rồi tức giận nói đồ lừa đảo đã lừa tôi lâu như vậy rồi còn cái gì mà giải thích chứ bởi vì đang trong cơn giận nên cái tát này của trần á lệ dùng hết sức in hằng năm ngón tay lên mặt của hắn ta ngô hạo bị đánh xong thì sửng sốt sau đó cũng sửng cồ mày điên sao mày dám đánh tao sao con đỉ? ngô hạo chỉ tay vào trần á lệ mắng hắn ta vương chân đá về Trần Á Lệ. Trần Á Lệ bị đá ngã xuống đất. Đá xong, hắn cũng không dừng mà mắng tiếp. Trần Á Lệ, bây giờ mày còn không biết xấu hổ mà đi trách tao sao? Lúc trước, đồng ý ở bên tao, không phải là vì tiền hay sao? Người như mày không bị lừa, thì còn ai xứng để bị lừa chứ? Nói cho mày biết, thằng này căn bản không có tiền. Biệt thự cao cấp hay siêu xe gì đều là đi thuê. Quần áo hay trang sức hàng hiệu tặng cho mày đều là đồ giả hết. Không ngờ chỉ là tốn bấy nhiêu tiền thôi mà có thể lừa một nữ sinh xinh đẹp như mày xoay mòng mòng. Mỗi buổi tối đều đồng ý đi theo tao. Nhưng phải công nhận nha, kỹ thuật trên giường của mày đúng là không có tội đâu. Bị Ngô Hạo và Trần Mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm cho Trần Á Lệ cực kỳ hổ thẹn. Cô ta lết dậy rồi nhào về Ngô Hạo. Thằng chó chết! Hôm nay bà đây liều mạng với mày còn mày mày cút đi ngô hạo dùng một tay đẩy trần á lệ ra biểu tình chán ghét như đang nhìn rùi bọ trần á lệ điên cuồng kiểu tóc làm tỉ mỉ cũng rối tung lên như một người điên hét ngô hạo đợi đó tao sẽ không buông tha cho mày đâu trần á lệ kêu khóc rồi nhào vào ngô hạo hai người xông vào ẩu đả nhau nhân viên của quán cũng không can thiệp vào được khách hàng ở xung quanh thấy như vậy cũng trợn mắt há mồm phương tiểu nhã cũng sốc ở trong trường có rất nhiều người hâm mộ trần á lệ vì có anh bạn trai tuyệt vời ai ngờ đâu tất cả chỉ là một cú lừa nhìn cảnh tượng ngay trước mặt triệu phương đông cười khẽ ngay từ khi trần á lệ và ngô hạo bước vào quán biểu hiện thân mật của bọn họ thân mật đến chướng mắt không ngờ chỉ mới một lúc thôi bà đã như kẻ thù truyền kiếp lao vào đấm đá nhau phiền phức của phương tiểu nhã đã được giải quyết triệu phương đông cũng không cơn thú đi xem hai người kia làm gì hắn lay cánh tay của phương tiểu nhã rồi cười nói được rồi tiểu nhã à mọi chuyện đã giải quyết xong kịch cũng xem rồi chúng ta đi thôi phương tiểu nhã gật đầu trò hề này cô cũng không có xem nổi sau khi ra khỏi quán phương tiểu nhã vẫn tức giận không thôi tình ngô hạo đó thật sự quá đáng giận đúng là tra nam vậy mà lại đi lừa trần á lệ lâu như vậy Triệu phương đông kinh ngạc nhìn phương tiểu nhã tiểu nhã à trần á lệ bắt nạt em như vậy tìm mọi cách để chế giễu em mà em không ghét cô ta sao giờ này còn đứng về cô ta phương tiểu nhã đáp lúc đầu thật sự tôi không thích trần á lệ nhưng khi biết cô ta bị lừa thì thấy cô ta rất là đáng thương có lẽ là do bọn tôi đều là con gái nên mới như vậy đi triệu phương đông khen tiểu nhã thật là thiện lương Phương Tiểu Nhã ngượng ngùng cười. Phương Đông à, hôm nay rất là cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc là hôm nay tôi không biết làm sao. Trải qua sự việc lần này, Phương Tiểu Nhã biết ơn Triệu Phương Đông từ đáy lòng. Dù sao cô cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, sự đời còn chưa trải qua nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của Triệu Phương Đông, thì căn bản không thể giải quyết được sự việc lần này. Triệu Phương Đông cười cười. Tiểu Nhã, Tôi đã nói rồi mà, em đừng khách sáo, có thể giúp được em thì tôi cũng rất là vui rồi mà." Phương Tiểu Nhã liếc nhìn Triệu Phương Đông, lộ ra chút cảm xúc khác thường. Khi trước, cô không thể nào có cảm tình với Triệu Phương Đông, thậm chí còn có lúc cảm thấy phiền chán, nhưng bây giờ, Phương Tiểu Nhã cảm thấy tình cảm của mình đang dần thay đổi không như trước. Việc đã được giải quyết xong, gánh nặng trong lòng của Phương Tiểu Nhã cũng buông xuống, tươi cười, cười rạng rỡ. Triệu Phương Đông về thôn Nguyệt Nha với Phương Tiểu Nhã. Sau khi đưa cô về nhà, Triệu Phương Đông thẹn thùng gãi đầu. Tiểu Nhã, đến nhà em rồi, tôi về trước nha. Lần sau nếu gặp chuyện gì thì cũng đừng vội làm mưa. Trước tiên đến tìm tôi. Phương Tiểu Nhã ngại ngùng ngợt đầu. Việc lần này cho tôi một bài học rồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Anh về cẩn thận nha. Nói chuyện xong với Phương Tiểu Nhã, Triệu Phương Đông định trở về. Nhưng mới đi được vài bước thì hắn chợt quay đầu phương tiểu nhã khó hiểu sao anh lại quay lại có chuyện gì sao triệu phương đông cười he he xấu xa sau đó chạy nhanh đến chỗ phương tiểu nhã hùng lên má cô một cái rồi bỏ chạy thật nhanh phương tiểu nhã không đoán trước được hành động này của hắn sau khi triệu phương đông chạy đi thì cô vẫn còn đang mông lung qua vài giây phương tiểu nhã mới định thần hét lên với bóng dáng của triệu phương đông đang chạy xa triệu phương đông đội lưu manh vậy mà dám hôn trộm tôi tuy rằng ngoài mặt phương tiểu nhã biểu hiện rất là hung dữ nhưng trong lòng không hề chán ghét ngay tiếng phương tiểu nhã truyền đến từ sau chữ phương đông sờ môi cười ngọt ngào hắn đi chuẩn bị cho công cuộc bắt quỷ tối nay và buổi chiều Triệu phương đông vẽ thêm vài lá mùa chuẩn bị các thứ xong xuôi chữ phương đông đi vào thành phố nhưng hắn không đến chỗ chu thế nam mà là đến tìm an thư yểu trước đây triệu phương đông cũng đã đến an gia một lần hắn theo đường cũ đến trước cổng sau đó gọi điện cho an thư yểu an thư yểu vừa ra ngoài thì thấy triệu phương đông đang vẫy tay với mình cô đi về phía hắn an thư yểu tò mò hỏi triệu phương đông trễ như vậy rồi anh còn gọi tôi là có việc gì sao triệu phương đông cười nói không có gì chỉ là lúc trước tôi nói với cô rồi cô đi gặp một người với tôi nhanh thôi bây giờ an thư yểu vẫn chưa biết người mà triệu phương đông bảo thực chất không phải là người an thư yểu gật đầu cùng triệu phương đông lên taxi đi đến trước nhà chu thế nam nhà của chu thế nam ở nơi phồn hoa nhất của lâm thành bình thường chỉ có một mình anh ta ở tới nơi an thư yểu nhìn biệt thự xa hoa trước mặt khó hiểu nhìn triệu phương đông đây không phải là nhà của chu thế nam sao chúng ta đến đây mà làm gì Triệu Phương Đông giải thích. Thư Yểu, không phải là cô thấy Chu Thế Nam phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bạn thân cô sao? Nếu thấy như vậy thì hôm nay là cơ hội để đòi lại công bằng cho bạn cô. Chúng ta đi vào thôi. An Thư Yểu cực kỳ chán ghét Chu Thế Nam, nhưng cô vẫn luôn khúc mắt về cái chết của bạn thân. Đấu tranh một lúc, rốt cuộc cũng đồng ý đi vào. Triệu Phương Đông bấm chuông cửa, không lâu sau cửa mở, người mở cửa chính là chu thế nam chu thế nam thấy triệu phương đông và an thư yểu cùng đến thì kích động may quá rốt cuộc triệu đại sư cũng đến rồi lúc triệu phương đông chưa đến chu thế nam cứ đứng ngồi không yên lo là triệu phương đông sẽ trở mặt không giúp giờ tận mắt thấy người nên yên tâm hơn nhiều chu thế nam giờ mới để ý đến an thư yểu đang đứng bên cạnh triệu phương đông thư yểu em cũng đến sao người càng nhiều thì sức càng lớn giờ chu thế nam đang sợ hãi như này mà có thêm người đến trong lòng cũng cảm thấy tự tin hơn an thư yểu không quan tâm chu thế nam quay ngoắt sang một bên ngày trước chu thế nam có rất nhiều ý đồ với an thư yểu muốn theo đuổi được an thư yểu thế nhưng bây giờ bị thứ gì bám theo mạng còn khó giữ thì thời gian đâu mà suy nghĩ lung tung với an thư yểu chu thế nam nịnh nọt triệu đại sư thư Yểu, nếu mọi người đến đông đủ rồi thì đừng đứng ngoài chúng ta vào thôi nói rồi dẫn mọi người vào trong đợi mọi người ngồi xuống chu thế nam vội nói triệu đại sư cậu tính hôm nay mấy giờ xảy ra tay Trừ phương đông nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ thế nên đáp tôi biết anh đang lo cái gì nhưng thứ kia hôm nay 12 giờ mới tới bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ thôi an thư yểu tò mò triệu phương đông rốt cuộc anh đang nói chuyện gì chúng ta đang chờ ai triệu phương đông nghiêm túc đáp thư hiểu tôi nói cho cô việc này cô phải bình tĩnh đừng có sợ nha người tới tối nay chính là bạn thân của cô mạnh tiểu huân âm hồn của cô ấy sẽ đến tìm chu thế nam oán khí của mạnh tiểu huân bây giờ rất là nặng mà cô lại là người bạn tốt nhất của cô ấy lúc sinh thời tôi gọi cô đến là muốn làm dịu cô ấy. Nhưng mà cô đừng có sợ, trên người cô có bùa hộ mệnh ngủ lôi nên sẽ không sao đâu. Gì chứ? An thư yểu bị dọa cho sợ, lồng ngực phập phồng, cô lo lắng. Trên đời này thật sự có, có quỷ hay sao? Triệu Phương Đông gật đầu. Thế giới này rộng lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Có nhiều việc chúng ta không biết cũng không lý giải được. Đêm nay tôi sẽ cho cô thấy một trong số đó quỷ. Nếu là khi trước thì An Thư Yểu chắc chắn Triệu Phương Đông đang nói bừa, nhưng trải qua việc lúc trước suy nghĩ của cô cũng đã thay đổi. Hơn nữa không biết là vì lý do gì, chỉ có Triệu Phương Đông ở bên cạnh thì An Thư Yểu cực kỳ cảm thấy an tâm. Cô nắm chặt tay tự cổ vũ kiên định nhìn Triệu Phương Đông. Phương Đông, anh đã cứu mạng tôi, tôi tin anh. Triệu Phương Đông cười vui vẻ, bây giờ chúng ta ngồi không chờ cũng lãng phí thời gian chu thế nam chỗ anh có dụng cụ nướng bbq không chúng ta làm chút đồ ăn vặt để giết thời gian đi sao bây giờ là lúc ăn bbq sao chu thế nam ngây ngẩn đêm nay có tính quyết định là anh ta có thể tiếp tục sống tiếp hay không đó chu thế nam gấp đến nỗi đứng ngồi không yên vậy mà triệu phương đông còn có tâm trạng để ăn bbq sao thấy chu thế nam không trả lời triệu phương đông hơi nhăn mày Biệt thự của anh nhìn xa hoa như vậy Thế nhưng không có dụng cụ nướng sao Ờ có chứ Dĩ nhiên là có Chu Thế Nam vội nói sau đó cẩn thận hỏi Nhưng mà Triều Đại Sư Cậu định nướng BBQ trong tình huống hiện nay ư Nhỡ như chúng ta đang nướng Cái kia đột nhiên xông đến Thì phải làm sao Chu Thế Nam là điển hình Cho loại công tử phong lưu Thường xuyên mời mỹ nhân đến nhà chơi Thế nên ở chỗ anh ta không chỉ có dụng cụ nướng BBQ Mà còn có các loại đồ ăn đa dạng Và đồ uống khác Triệu Phương Đông biểu môi Không quan tâm nói Yên tâm đi Chưa đến lúc âm khí nặng nhất vào lúc 12 giờ Thì cô ấy sẽ không tới đâu Tôi còn ước là cô ấy dám đến trước giờ đó đó Để có thể nhanh chóng xử lý cho xong Được rồi Nhanh lấy đồ đến đây đi Vội vàng qua đây nên tôi còn chưa có ăn cơm chịu Bây giờ ăn lót dạ lát nữa cũng sẽ có sức làm việc hơn. Triệu Phương Đông là do Chu Thế Nam mời tới, bây giờ hắn muốn nướng BBQ, Chu Thế Nam cũng không thể nói được gì, chỉ đành làm theo yêu cầu của Triệu Phương Đông. Sau khi Chu Thế Nam đem đủ đồ đến, bọn họ bắt đầu nướng. Chu Thế Nam vẫn lo lắng về âm hồn của Mạnh Tiểu Huân, ăn gì mà ăn chứ? Còn An Thư Yểu vì muốn giữ dáng nên cũng không dám ăn nhiều. Ngược lại Triệu Phương Đông ăn đến là vui, một bàn đồ ăn dường như đều vào trong bụng hắn. Một bên ăn, một bên chùi mép. Triệu Phương Đông nhồm nhòm một miệng đồ ăn, còn nói An Thư Yểu. Thư Yểu, cánh gà mới nướng này cho cô. Cô gầy quá nên ăn nhiều một chút. An Thư Yểu cười cười rồi cũng cầm cánh gà lên gặm. Thời gian nướng BBQ khá lâu, thu dọn hết đồ rồi thì Triệu Phương Đông dựa lưng lên sofa, cảm thấy nhân sinh mỹ mãn. Thời gian cứ như vậy trôi đi, ngày càng gần 12 giờ. Triệu Phương Đông vẫn rất nhàn nhã, Chu Thế Nam thì lại khẩn trương hơn, thường xuyên nhìn về cửa. Sao, sao tự nhiên cảm thấy hơi lạnh người. An Thư Yểu nghi hoặc. Bây giờ đang là mùa hè, An Thư Yểu mặt cũng khá mát mẻ, nhưng làn không khí lạnh này làm cho cô rét run, cô ôm chặt hai tay co người. chủ Thế Nam cũng nhận ra nhiệt độ trong phòng hạ đột ngột anh ta nhìn ra ngoài à, chắc là cửa sổ chưa đóng để anh đi xem triệu phương đông bỗng nhiên cảnh giác đã mắt khắp phòng rồi dừng mắt ở một góc triệu phương đông dương lên một nụ cười nếu đã đến rồi vậy thì không cần trốn tránh mà làm gì mời hiện thân đi trong phòng im ắng không có ai đáp lại hắn giống như khi nãy là triệu phương đông đang nói chuyện với không khí Chu Thế Nam và An Thư Yểu cũng nhận ra sự khác thường, vội vàng dừng tay trốn sau lưng Triệu Phương Đông. Chu Thế Nam run rẩy. Triệu Đại Sư, cậu vừa nói chuyện với ai chứ? Triệu Phương Đông quay đầu nhìn Chu Thế Nam. Tôi đã nói rồi, cô ấy sẽ đến lúc tầm 12 giờ. Hiện nay cô ấy đang ở cạnh tivi nhà anh đây này. Nói rồi còn đưa ngón tay chỉ. Chu Thế Nam và An Thư Yểu cứng ngắt người, quay đầu về phía tay Triệu Phương Đông chỉ nhưng ở cạnh tivi cái gì cũng không có. Triệu đại sư, có phải cậu nhầm ở đâu không? Ở đâu đâu có... Ai? Chu Thế Nam mở miệng hỏi. Chưa nói xong thì trong phòng khách cạnh tivi hiện lên một bóng người con gái, tóc xỏa dài, mặc đồng phục học sinh. Chu Thế Nam còn chưa kịp chuẩn bị, người kia hiện lên một cái làm hắn ta giật mình, sợ hãi hét toán lên. Đột nhiên Triệu Phương Đông ngửi được trong không khí có mùi nước tiểu là từ bên người Chu Thế Nam truyền ra. Ôi trời ơi, thằng này sợ tới mức tè đã quần luôn rồi. Triệu Phương Đông cười tụng tiểm Cô ấy là âm hồn, luôn xanh bước bên anh đó. Nếu đoán không sai, cô ấy chắc là bạn gái cũ của anh đi, Mạnh Tiểu Huân. Anh đá cô ấy, làm cô ấy tổn thương, rồi nhảy lầu tự sát. Sau khi chết vì oán niệm quá sâu, nên vẫn luôn đi theo anh, Âm hồn kia dần ngẩn đầu, lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhưng lại trắng bệch. Tiểu Huân à, đúng là cậu rồi. An Thư Yểu vui mừng định chạy về phía mạnh Tiểu Huân. Nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị Triệu Phương Đông kéo lại. Triệu Phương Đông lắc đầu. Bây giờ bạn thân cô đã chết, âm dương cách biệt, tốt nhất không nên tiếp xúc gần. An Thư Yểu sửng sốt, trong lòng trùng xuống. Lúc này cô mới nhớ bạn thân cô đã nhảy lầu tự sát từ lâu rồi. chu thế nam lần đầu nhìn thấy âm hồn sợ đến phát trung. anh ta nhìn mạnh tiểu huân rồi nói: tiểu huân, tuy rằng lúc trước chúng ta là người yêu của nhau, nhưng bây giờ em đã qua đời rồi, em đã thành quỷ mất rồi, có thể không đi theo anh nữa có được không? gương mặt của mạnh tiểu huân trở nên vặn vẹo, gào lên với chu thế nam: chu thế nam, anh là đồ bội bạc tôi đối tốt với anh như vậy nhưng anh lại lừa tôi chơi chán rồi thì bỏ rơi tôi lại còn nói chuyện của chúng ta ở khắp nơi làm tôi phải nhảy lầu đừng mơ tôi sẽ buông tha anh dễ như vậy chu thế nam bị dọa đến hỏng mất anh ta khóc nức nở cầu xin tiểu huân anh biết anh là đồ tồi những việc trước đây anh làm là không đúng làm cho em rất tổn thương nhưng bây giờ anh biết là anh sai rồi em có thể tha cho anh không? Anh thật sự biết sai rồi sao? Mạnh Tiểu Huân nhìn chăm chăm Chu Thế Nam. Anh biết anh sai rồi, về sau, mỗi năm anh đều sẽ đến tế bái cho em có được không? Em tha thứ cho anh nha. Chu Thế Nam gật đầu như dạ tỏi, thề son sắc. Nếu anh đã biết sai rồi, vậy thì lấy mạng để đền đi. Nói rồi, Mạnh Tiểu Huân bay lên, hướng về chu thế nam muốn lấy mạng nhỏ của hắn ta chu thế nam bị dọa cho đơ người ngơ ngác đứng nghiêng một chỗ quên cả việc chạy trốn chỉ biết mở to hai mắt nhìn mạnh tiểu huân đang bay về mình lúc mạnh tiểu huân sắp bay đến trước người chu thế nam chu thế nam tuyệt vọng cực độ triệu phương đông đã kịp thời ra tay hắn chắn trước người chu thế nam cầm một lá bùa chắn phía trước mạnh tiểu huân không kịp đề phòng định tâm lấy chu thế nam thì đụng trúng lá bùa kia. bất ngờ ánh sáng của tấm bùa ngày càng mạnh hơn. mạnh tiểu huân thì như đụng trúng một bức tường, kêu rên thảm thiết rồi bị đánh bay ra sau. tiểu huân, an thư yểu thấy triệu phương đông ra tay với mạnh tiểu huân thì hô to. mạnh tiểu huân bò dậy, dữ tợn nhìn triệu phương đông. người kia, anh là ai? vì sao lại giúp cho chu thế nam? Hắn ta vốn vô tình vô nghĩ, nhất định phải chịu trừng phạt. Sau này tôi sẽ bám theo hắn. Tôi không tin anh có thể kè kè bên hắn cả 24 giờ một ngày đâu." Triệu Phương Đông than nhẹ. "Cần gì phải như thế chứ? Nếu cô cứ tiếp tục hại người thì sẽ biến thành ác quỷ đấy. Đến lúc đó sẽ không có ai cứu nổi cô đâu." "Tôi không cần biết." Mạnh Tiểu Huân quật cường nói. "Tôi muốn Chu Thế Nam phải chịu trừng phạt. Triệu Phương Nông suy nghĩ, sau đó nói. Cô là bạn tốt của Thư Yểu. Tôi thật sự không muốn cô phải trở thành ác quỷ. Tôi có cách này, cô xem như vậy có được không? Cách này có thể giúp cô được giải thoát hơn nữa, còn khiến cho Chu Thế Nam phải chịu trừng phạt. Mạnh Tiểu Huân dây trước còn hùng hổ dọa người, thì dây sau sửng số Rốt cuộc, cô trầm giọng nói. Anh có biện pháp gì chứ? Triệu Phương Đông hơi mỉm cười. Phương pháp của tôi rất đơn giản, đó chính là kết minh hôn cùng Chu Thế Nam. Sau này Chu Thế Nam phải chịu trách nhiệm thờ phụng và hương khói cho cô. Nếu như người nữ chưa thành lập gia thất, vong hồn sẽ mang theo oán khí rất nặng, rất dễ trở thành lệ quỷ. Nhưng nếu được kết minh hôn với người sống, thì không cần lo vấn đề này. Chuyện này... Mạnh Tiểu Huân do dự, tuy là lúc trước Chu Thế Nam nhẫn tâm bỏ rơi cô, nhưng rốt cuộc thì hai người cũng có đoạn thời gian yêu đương nồng cháy bây giờ dù đã chết nhưng cô vẫn còn có chút cảm tình với chu thế nam kết minh hôn với anh ta có lẽ cũng là một cái ý không tồi đi triệu phương đông thấy dáng vẻ của cô thì đã biết cô động lòng rồi dù sao thì việc này cũng có sức hấp dẫn rất lớn mà triệu phương đông nhìn về an thư yểu nháy nháy mắt triệu phương đông đưa an thư yểu đến chính là vì mục đích này an thư yểu và mạnh tiểu huân lúc sinh thời là bạn thân của nhau nếu như an thư yểu thuyết phục mạnh tiểu huân thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều an thư yểu hiểu ý cô khuyên tiểu huân à đừng có do dự nghe triệu phương đông nói đi cậu đã mất rồi nếu cậu hại chết chu thế nam thì cũng không có lợi gì cậu không thể nào sống lại được hơn nữa còn có khả năng phải trở thành lệ quỷ mình không muốn cậu thành ra như vậy đâu An Thư Yểu cũng đã khuyên như vậy. Mạnh Tiểu Huân ngậm nghĩ một lúc rồi kiên định nói. Được rồi, vậy nếu Chu Thế Nam đồng ý kết minh hôn thì tôi sẽ đồng ý. Triệu Phương Đông gật đầu. Vậy được, nói rồi hắn quay về Chu Thế Nam. Chu Thế Nam, anh có đồng ý kết minh hôn với bạn gái cũ là cô Mạnh Tiểu Huân đây không? Tôi nhắc nhạy anh như này. Mạnh Tiểu Huân là vì anh nên mới nhảy lầu tự sát. Nếu anh không đồng ý Thì sau này cô ấy vẫn sẽ luôn theo anh Một bước cũng không rời Như cô ấy cũng nói rồi Tôi không thể nào bên cạnh bản vệ anh 24 trên 24 được Chắc chắn sẽ có lúc sơ sảy Cô ấy sẽ tiếp cận rồi cho anh đi theo cô ấy luôn Chu Thế Nam cười khổ Đại sư Cậu muốn tôi kết minh hôn với cô ấy Thì cũng phải cho tôi biết Kết minh hôn là như thế nào chứ Có phải tôi sẽ bị trói buộc Với linh hồn của cô ấy hay không sau này cũng không thể cưới người khác được. Triệu Phương Đông lắc đầu. Chuyện này không đến mức đó, chỉ cần anh lập bài vị cô ấy trong nhà, thành tâm cung phụng là được. Và mùng 1 và 15 thì phải thắp hương, trong những ngày này không được để hương tắt, và lễ Tết cũng phải thực hiện đầy đủ. Mặt khác, Mạnh Tiểu Huân sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của anh, anh vẫn có thể kết hôn sinh con như thường. Chỉ có điều, tôi kiến nghị là sau khi anh kết minh hôn rồi thì đừng có ông bướm lả lơi ở bên ngoài nữa nên thành thật một chút đi chu thế nam do dự không biết như nào mới tốt việc kết minh hôn cùng quỷ đối với hắn là một chuyện cực kỳ mông lung mơ hồ triệu phương đông thấy chu thế nam còn chưa đồng ý thì nhìn không được mà nói anh còn do dự gì không kết minh hôn với mạnh tiểu huân thì mạng anh cũng khó giữ kết minh hôn rồi thì chỉ cần thành tâm thờ phụng không chỉ giữ được mạng mà về sau cô ấy cũng có nghĩa vụ bảo hộ anh anh không cần sợ là sẽ có thứ dơ giấy bám theo một mũi tên trúng hai đích thì còn do dự gì nghe triệu phương đông nói như vậy chu thế nam cũng cảm thấy khá đúng hắn ta còn trẻ ngày sau còn dài chu thế nam không muốn rời trần thế sớm như vậy đâu cuối cùng chu thế nam đồng ý được tôi nghe theo lời đại sư tôi đồng ý kết minh hôn cùng với tiểu huân có như vậy chứ triệu phương đông nhìn chu thế nam và mạnh tiểu huân nếu hai người đã đồng ý kết minh hôn vậy thì việc này đơn giản hơn nhiều rồi tôi sẽ đảm nhiệm việc chủ trì nghi thức triệu phương đông bảo chu thế nam đưa cho tôi một sợi tóc của anh chu thế nam giật một cọng tóc xuống đưa cho triệu phương đông sau đó triệu phương đông móc một đồng tiền xu trong túi ra triệu phương đông cột tóc của chu thế nam vào đồng tiền đồng thời tạo tay thành hình chữ thập rồi lẩm nhẩm đọc chú một lúc sau thì đồng tiền phát ra ánh sáng cô cầm đi chờ khi ánh sáng của đồng tiền biến mất triệu phương đông đưa nó cho mạnh tiểu huân sau khi mạnh tiểu huân cầm đồng tiền nó biến mất ngay trong lòng bàn tay của cô triệu phương đông nói với họ được rồi hiện nay hai người đã kết thành minh hôn chu thế nam nhớ kỹ lời tôi nói với anh sau này phải thành tâm thờ phụng cho mạnh tiểu huân chu thế nam gật đầu đại sư an tâm tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của cậu đây là lời thật tâm của chu thế nam sau việc lần này hắn ta thật sự rất sợ về sau phải thay đổi lại thói sống triệu phương đông gật đầu sau đó dặn dò mạnh tiểu huân nếu cô đã kết minh hôn cùng chu thế nam rồi vậy thì từ mặt nào đó mà nói chu thế nam cũng được coi như chồng cô về sau đừng làm hại đến anh ta mạnh tiểu huân cùng kính đáp đại sư yên tâm đi nếu tôi đã đồng ý lời đề nghị của anh rồi thì nhất định sẽ tuân thủ sau khi nói xong mạnh tiểu huân chân thành cảm tạ an thư yểu thư yểu à cảm ơn cậu vì luôn nhớ tới tớ cậu vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tớ nếu còn có kiếp sau nguyện sẽ được bên cạnh cậu làm bạn với nhau đến hết đời an thư yểu sụt sùi cậu cũng vậy nha cậu chính là người bạn mà tớ trân quý nhất tớ sẽ luôn nhớ cậu tôi ở đây quá lâu rồi bây giờ cũng là lúc nên đi nói rồi mạnh tiểu huân biến mất tại chỗ nhìn mạnh tiểu huân đi rồi triệu phương đông thở ra một hơi việc lần này có lẽ đã có một dấu chấm kết thúc đẹp đẽ trong lòng triệu phương đông cảm thán lúc trước chu thế nam và mạnh tiểu huân là người yêu của nhau kết cục tốt đẹp nhất đó là được nắm tay nhau đi vào phủ điện hôn nhân nhưng vì sự vứt bỏ vô tình của chu thế nam mà làm mạnh tiểu huân phải nhảy lầu tự sát vòng đi vòng lại cuối cùng hai người vẫn kết hôn với nhau chỉ có điều đó là minh hôn mà thôi triệu phương đông ngáp một cái được rồi mọi chuyện đã giải quyết xong nên chúng ta ai về nhà nấy ai tìm mẹ nấy đi nha chu thế nam đề nghị triệu đại sư bây giờ đã trễ lắm rồi hay là hôm nay cậu ở đây một đêm đi. Tuy nhà tôi không quá lớn, nhưng mấy gian phòng ngủ vẫn có đủ. Đợi mai trời sáng rồi đi, cũng không có muộn. Sau việc lần này, Chu Thế Nam không dám coi thường Triệu Phương Đông nữa. Triệu Phương Đông nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc vẫn từ chối. Thôi, bỏ đi. Tuy rằng ở đây khá tốt, nhưng tôi có thật xấu là không có ngủ giường lạ được. Nếu ngủ lại, sợ đằng đêm nay lại mất ngủ mất. Vì Triệu Phương Đông không muốn ở lại, Đình Chu Thế Nam cũng không bắt ép. Triệu Phương Đông và An Thư Yểu quay về. Kết thúc tập 3 của bộ truyện Đột nhiên có thần thông. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.